Cái này bạn muốn apply thì vô USPS á. USPS rồi xong xuống thuốc dưới bấm chữ career thấy không? Bấm chọn. Rồi xong rồi nó hiện qua cái tab bấm apply rồi continue. Rồi nó hiện qua cái pay khác. Cái pay này oh hello. Sao cái này mập dữ trời. Đó hiện nay xong rồi bấm chữ career. Đó rồi xong rồi bấm location nó bấm cái bang của bạn vô. Bây giờ mình đang coi Cali ở Texas. Ở Texas đây wifi nó yếu bởi vì Texas ông cô đội bấm lộ mày lên 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 xuống nữa Texas rồi xong bạn đó ở Houston bấm Texas xong bấm cho store thấy không bấm store nó hiện lên trong 100 cái hits là 100 cái list nó để lên thấy không không có city carrier assistant đó là cái đó là phát thư rồi còn mấy cái mà như PSA sale hay cái gì này nọ là cái đó mấy clerk làm bên trong. Rồi xong bị gì bạn Tông? Có thành phố không? Bạn xuống cái thành phố Houston. Lúc khi mình thấy gọi nhưng mà mình tìm qua thấy cái Houston Houston Texas. Bạn có thể như tìm cái thành phố nào gần ở đó. Hoặc nếu mà không được thì bạn có thể lại hỏi mailman của bạn hay mail lady của bạn. Hoặc vô trọng hỏi nó hay mày có hiring không? Tại sao tao tìm lên mạng mà không thấy có thể nó hay nhưng mà nó không có để lên á. Hoặc các bạn có thể tìm được cái thành phố nào gần ở bạn ở Houston không biết tại mình không biết chỗ nào gần ở Houston không tìm xong rồi coi thì làm clerk á, thì tùy thành phố nhưng mà thường thường clerk nó không có nhiều overtime bằng cái người phát thư mà người phát thư kiếm nhiều tiền nhiều quá nhiều overtime là CCA hay là PTF thì đây mình thấy CCA chứ không thấy PTF không rural carrier hay là AOC á